Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 9 tại nhà Quốc hội, trước khi khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phát động hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội hưởng ứng đóng góp từ một ngày lương trở lên. Sáng nay, trực tiếp thu được trên 900 triệu đồng, Văn phòng Quốc hội trích từ nguồn ủng hộ xã hội từ thiện thêm trên 90 triệu đồng, tổng số là 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày qua, rất nhiều địa phương khu vực phía Bắc đã bị ảnh hưởng của mưa lũ, thiệt hại nặng nề cả về tính mạng và tài sản. Đây quả thực là một mất mát vô cùng to lớn đối với người dân Việt Nam nói chung. Chính bởi lẽ đó, ngay khi nắm được thông tin thiệt hại tại các địa phương, rất nhiều người dân trên mọi miền Tổ quốc đã nêu cao tinh thần, tương thân tương ái, lá lành, đùm lá rách, cùng nhau đóng góp sức người cũng như nhu yếu phẩm, tài chính để hỗ trợ người dân vùng lũ. Càng trong những thời khắc khó khăn này, người dân Việt Nam lại càng phát huy tinh thần dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại một số địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chung tay chung sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Hiện Ninh Bình đã tiếp nhận tổng số tiền 7,6 tỷ đồng của 59 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Trong hai ngày qua, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn. Rất nhiều tập thể, cá nhân tại tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp tiền, nhu yếu phẩm gửi về đồng bào các tỉnh phía Bắc, nơi đang trải qua, gánh chịu nhiều thiệt hại, mất mát và đau thương sau bão số 3, với mong muốn bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai do cơn bão số 3 gây ra, với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách dự phòng 2,1 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh thành phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay ủng hộ. Chiều 11 tháng 9, hưởng ứng lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát động tổ chức, Công an thành phố Cần Thơ đã phát động ủng hộ trong toàn lực lượng. Tại lễ phát động, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, chia sẻ với những đau thương mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân. Sau lễ phát động, các đơn vị địa phương trực thuộc Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai nội dung vận động đến từng cán bộ chiến sĩ của đơn vị để tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ với tinh thần khẩn trương, ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả thiết thực. Thưa quý vị, thời điểm này, bão lũ đang làm nhiều người thiệt mạng và mất tích, nhiều nơi đang bị chia cắt, cô lập. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thời điểm này, bà con ở Nghệ An đang tất bật nấu những chiếc bánh chưng để kịp gửi ra cho đồng bào vùng lũ phía Bắc. 21 giờ tối ngày 10 tháng 9, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng lượng người đổ về đây càng lúc càng đông. Chiếc sân nhỏ dường như đã chật cứng người. Không ai bảo ai, mỗi người một tay, người thì rửa lá, người ướp đỗ, thịt, người chẻ lạt. Cố gắng trong đêm nay, gói và nấu xong hơn 1.500 chiếc bánh chưng, bánh tét để kịp gửi cho đồng bào vùng bão lũ vào ngày mai. Lương tài trợ họ cứu mang rồi thì mình hỗ trợ có ăn được uống, thuộc thái. Giai đoạn thứ hai thì nhà chị sẽ tiến đến hỗ trợ quần áo, sách vở. Thì phương án nào là phù hợp nhất thì cái mà người ta ăn vừa nó vừa tiện lợi ấy, thì chị chờ lựa chọn là làm bánh. Rất là thương đồng bào mình đặc. Thì lũ lụt nó tàn phá ghê rồi, ảnh hưởng nhiều. Đúng là thương cả đêm năm cũng không ngủ để theo dõi cả khi bản tin lên Facebook ấy. Vô cùng thương. Thì chị thấy cái việc làm rất là ý nghĩa. Chị muốn được góp sức để công chúng một tỷ công sức vào cái việc để ủng hộ thêm đồng bào vào lũ thôi. Là mảnh đất hàng năm chịu nhiều mưa bão, người dân Nghệ An thấu hiểu được vất vả, thiếu thốn của đồng bào các tỉnh phía Bắc lúc này hơn bao giờ hết. Với tình cảm đó, trong những ngày tới, hơn 10.000 chiếc bánh chưng sẽ được bà con nhân dân Nghệ An gói và gửi ra cho bà con nhân dân vùng lũ với tất cả tấm lòng.
chia sẻ điều đó với các cái tỉnh phía Bắc mà chịu cái ảnh hưởng của cái cơn bão số 3 này, thì nhân dân miền Trung và nói chung và nhân dân của tỉnh Nghệ An nói riêng ấy, thì đã tự khắc mỗi người bằng tình cảm của mình hướng về các cái tỉnh phía Bắc. Và trên cái tinh thần đó thì mặt trận chúng tôi đã có cái phối hợp với mặt trận các tỉnh phía Bắc cùng dưới cái sự chỉ đạo của mặt trận Trung ương để điều phối các cái hàng hóa đến đúng địa chỉ, đúng nơi cần và tránh cái chỗ là nơi thừa nơi thiếu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đang kêu gọi toàn thể các tổ chức cá nhân bằng tình cảm của mình hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.